và cô chú và tất cả các bạn nhé. Dạ, trước màn hình đó là hình ảnh của cha và mẹ của em Lưng được giải cứu từ Campuchia về các nhà. Dạ, con chào cô chú nha. Dạ. Dạ. Cô chú phải mà chia sẻ là cái mình liên lạc và dưới mà ai giúp đỡ mình để mà đưa em Lưng về không cô chú? Liên lạc là nhờ cái kênh của cô Thủy này quay lên cho cộng đồng mạng biết cái tên chú gì. Biết cộng đồng mạng chia sẻ đó rồi con đi trở về Việt Nam đó. Vậy sau khi mà có người giúp như vậy đó, rồi mình có điện cho em Lương hay là em Lương điện về cho mình không? Em Lương điện về cho cô. Dạ. Rồi cô cũng nói là cũng có người giúp và chuộc em Lương, rồi cô nói với em Lương, rồi em Lương cũng nói chuyện với bên quản lý bên kia lại. Dạ. Bữa nay là rất là vui luôn. Khi mà sau khi mình chia sẻ thì em Lương cũng được giải cứu về Việt Nam nữa cả nhà. Rồi hôm bữa hôm qua con thấy chú có tóc mà sao bên này tóc lạ quá vậy? Thì mừng quá cạo đầu. Cảm giác cô chú khi mà giải cứu em Luân về nhà, cảm giác cô chú thấy sao? Chú mừng, rất là mừng, rất là cảm ơn cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm, các lưu tốt hết. Cô chú rất cảm ơn cô chú hết. Dạ, xin cảm ơn hết luôn. Chú mừng nha, con về được, bước được cái người về tới mà Việt Nam rồi, là chú không bước đường nào tả nổi cho chú. Thành thật cảm ơn cô chú các mạnh thường quân quay clip để cho được giải cứu con trở về Việt Nam. Thành thật cảm ơn. Sau cái thời gian mà mấy em tụi con lên đây đăng tải cái thông tin để mà cầu cứu cô chú anh chị cộng đồng mạng để đưa em Luân về đó, thì sau cái thời gian đó thì có ai mà liên lạc để giúp đỡ cho mình không chú? Dạ cũng có. Rồi phía bên kia họ có xem clip của tụi con, họ có điện về gia đình mình không? Không có. Có nghĩa là khi mà tụi con đăng tải clip thì có một anh cũng làm nghề với tụi con là anh Duy đã liên lạc với gia đình mình ha. Vậy nè con chú, giống như là tụi em cũng muốn chia sẻ một xíu là cái thông tin là nhóm tụi em thì đưa lên trên cộng đồng mạng. Những người mà giống như là muốn bỏ ra số tiền để giúp đỡ là của anh Duy. Rồi anh Duy mới liên lạc được với anh Phong Bụi. Rồi từ đó là mới giúp đỡ cho gia đình. Rồi khi mà trong cái gia đình mà cô chú mình liên lạc được rồi với anh Duy cũng như là anh Phong Bụi á, mấy anh đó có nói gì với cô chú không để cho mình mừng mình vui á? Dạ không, tại vì trong cái chia sẻ thì bên các cô chú hứa là sẽ giúp đỡ một số khoản tiền để chuộc em như vậy, thì nói chung gia đình cũng rất là mừng, mừng hết, rất mừng luôn, không biết nói sao nên lại luôn, nên là từ cái chỗ đó thành ra là cũng nhờ anh Duy mà anh liên hệ với anh Phong Bụi, rồi để anh Phong Bụi là để giúp đỡ là coi như là đem số tiền qua bển để chuộc. Là cái lúc đầu tiên là chuộc là nói là 150, còn mình nghĩ là 150 chứ ngoài ra mình cũng không nghĩ là như thế nào nữa, không nghĩ phép màu mà đưa đến không như nghĩ vậy. Là có một cái sự thật này nó xảy ra nữa, nó cho nên là giữa đó lúc đó là coi như giữa anh Duy liên hệ với Phong Bụi là coi như là mạnh thường quân chỉ giúp đỡ là 150 triệu để lo chuộc em về. Thì chỉ nghĩ là em gửi thôi, nhưng mà không biết là phép màu nào nó đưa đến mà tự nhiên gọi bển kêu là chuộc, là coi như là chốt rồi là còn 30 triệu, còn các khoản kia là nó sẽ đưa về để lại cho gia đình, sẽ sợ là còn cảnh nghèo. Nó là này nó ngay đằng này cũng không nhận, là bởi vì cần con đi về thôi, cái này không nhận con thì nó hết. Khi mà cứu em Lưng là cô chú cũng đi theo luôn hay là bên mấy anh kia cứu xong rồi đem về cho nó? Nói chung là chỉ kêu bắn tiền qua thôi, rồi nó sẽ hứa là nó sẽ đảm bảo là nó đưa về tới một đoạn xe, là đưa từ bển về tới cửa khẩu, rồi một đoạn xe là Việt Nam mình nó đưa về đây. Nhưng mà trong cái đó thì liên hệ với chú Phong là nói là bây giờ mình đâm xe rước được chú Phong, thì chú Phong mới nói là bây giờ nếu nó cần rước mình rước, nhưng cuối cùng là bên nó không chịu, nó không cho mình rước. Có nghĩa là
mọi thủ tục giấy tờ là bên công ty phía mà em cha em bên kia là hết, thì người ta họ làm luôn, là đưa em luôn về luôn, chứ còn phía bên mình và hiện tại những anh em như tức là cũng không có phải là qua bên đó đưa về. Không, mình mới làm hết thủ tục luôn. Như vậy thì cô chú nhận em Lưng từ ở khúc nào? Đưa về tới Mỹ Phước 2. Bệnh viện Mỹ Phước 2 ở trước mặt cầm. Có xe đưa về tới đây luôn, gần đây luôn rồi, đưa về tới luôn. Công ty đó đưa về luôn chứ không không có anh em. Trong lúc mà nghĩ nó kêu bán 30 triệu là nói chung là đằng này là nghĩ là coi như đã mất 30 triệu vậy. Bị lừa. Trong bụng là suy nghĩ vậy không mà không có phép màu nào mà đưa đến tới đây. Bắt buộc mình phải. Cái lúc mà em lên là em liên lạc về để cầu cứu cô chú thì em nói làm sao? Thì nói chung nó điện về thì nếu mà nó điện về thì tôi cũng tình thật. Con nó kêu cứu rồi là tôi chỉ biết ngồi tôi khóc rồi chứ ngoài ra đúng đường. Cái gì về em nói sao? Điện về nói cha mẹ ơi gắng cứu con cho con chết. Mấy lần trước thì không có điện nói như vậy mà lần này là chắc em đập. Nó ở bản bị đánh đập nhiều quá đó. Thì hầu như là nó kêu là khoảng chừng nửa tháng độ ở đây là hầu như là đêm hay đêm nó kêu, đêm hay đêm nó kêu. Là gọi điện về cầu cứu chú hả? Dạ. Nè chú ơi, chú cho con hỏi là cái số tiền mà 30 triệu á là mình chuyển trực tiếp tới cái công ty của em Lương đang làm á, là ai đã giúp chú không? Cái đó là bên chú Phong Bụi chuyển. Anh Phong chuyển luôn ha. Chú Phong Bụi chuyển. Cũng rất là tốt luôn. Tại vì con để ý là những cái trường hợp mà bán người đưa sang Campuchia á, thì cái tiền chuộc nó rất là cao, mà trong khi đó thì em Luân được về mà chỉ cái số tiền mà tiền chi phí để mình đi thôi. Cũng gia đình của chú cũng rất là gặp may mắn. Chứ với 150 triệu gia đình nhà mình không đủ khả năng hả? Không đủ khả năng. Bán hết bây nhà, giờ, hết cửa, hết đất con đủ luôn. Kêu 10 triệu chú cũng không có không luôn. Không có luôn. Chứ đừng nói là 150 triệu. Thôi 2 triệu còn không có, quá khổ mà. Đi từ ở cô dưới, bác luôn. Từ ở dưới Cà Mau mà chú chạy chiếc xe tới này chú chỉ có 200 ngàn trong dạng của mình. Khi bước vô tới đây là em đỡ vô là chú xỉu quá. Tại vì còn có 40 ngàn người đâu có, chỉ uống nước cầm hơi đâu ăn đâu. Ở dưới quê mình làm có việc gì chú? Ở dưới chú mua phế liệu. Mua phế liệu một ngày chai. Không có tiền hả, không có dư hả? Ngày cũng mấy chục ngàn bạc. Tại vì nó ngay mình cũng không có thủ sẵn mà con khi nó phát sinh nó đi gì thì mình đâu có thủ để đồng tiền, mình đâu có biết nó đi đâu mình phải thủ lại. Cô chú cho con hỏi khi em Duy mà bị lừa là từ em Luân á, em Luân bị lừa là từ ở dưới Cà Mau hay là trên đây cô chú? Cũng không rõ, tại vì lúc nó đi là nhà không hay, không biết là nó đi đâu. Tới chừng mà nó lên đâu khúc kia này á thì hỏi nó thì nó con qua Đức Miên rồi. Thì mình nghĩ là hỏi con ở bển làm gì đó, con làm thêm đây nè, thì mình nghĩ là coi như ở Việt Nam thì cũng làm thêm mà ở bển cũng làm thêm. Thì vậy chừng nào nó về thì nó về. Nhưng mà khoảng chừng nửa tháng sau là đầu kia cuối dài dài. Nó nói giờ con bị đánh như lắm, con chịu hết nổi. Dạ thì bây giờ con trai của chú cũng đã về lại Việt Nam rồi, thì cái dự định của cô chú cũng như em là sẽ như thế nào ạ? Thì bây giờ em nó về đến Việt Nam rồi thì cô chú đây cũng rất là phấn khởi và cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn các YouTube lên đây để quay đưa lên mạng để chia sẻ với các cộng đồng mạng. Thành thật rất là biết ơn. Rồi bây giờ cha con tôi thì bây giờ cũng sắp xếp trở về quê để mà lo gia đình, còn xây sở gia đình nữa. Nó thành thật tôi chỉ bao nhiêu lời để cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Thì tại như cô chú thì mình có khó khăn gì không? Nói chung thì khó khăn thì cũng đã khó khăn rồi, nhưng mà bây giờ chỉ biết cảm ơn cộng đồng mạng thôi, chứ còn bây giờ nói chung là chú nói gì chú cũng không dám nói, bởi vì chú cần con về thôi. Còn nói chung là chú ngoài ra chú nói gì thì chắc chú nó không được. Bây giờ khó khăn thì đã khó khăn rồi. Đó. Cái công việc mà của cô với chú mà đi mua da chai với nhặt da chai thì chắc cũng đủ chi tiêu trong gia đình thôi chứ. Nói chung là cứ sáng mua 2 ký gạo thì chiều, ví dụ chiều mua 2 ký gạo thì sáng mai đi về chiều cũng mua 2 ký gạo đó thôi. Chứ ngoài ra nó cũng dư giải thì cái nghề làm cái chai thì nói chung là cũng biết rồi, nó đâu có dư giải gì. Cô chú khi nào cô chú với em mình sẽ đi về quê à? Có thể 3 giờ đêm nay. Tại vì dưới quê hiện tiền bây giờ chỉ có nhỏ gái Út ở nhà với thằng cháu nội, còn thằng thứ năm thì nó cũng đã đi làm rồi. Nhà cửa của cô chú ở dưới đó là sao? Dạ tại dưới đó luôn, tại Cà Mau luôn. Dạ, ý là cô hỏi là nhà cửa của mình là như thế nào ạ? À? Thì nói chung nhà thì nhà tình nghĩa. Nhà tình nghĩa à? Dạ, gia đình liệt sĩ nhà tình nghĩa.
Ở dưới quê chắc nghe tin cô chú tìm được con chắc cũng mừng lắm hả? Dạ mừng. Dạ, nói chung là hồi nãy mà con nó đã lọt về tới Việt Nam là coi như điện cắt. Chị em mà có nhỏ em thứ ba là nó ngồi khóc luôn. Dạ. Như em vợ thứ ba là coi như nó điện liên tục. Là từ hôm hôm giờ tôi không ngủ là coi như máy là trực suốt luôn. Dạ. Cả nhà ai cũng lo lắng hết hả? Dạ, nói dạ, chung là lo dữ lắm. Còn bà ngoại nữa là hiện tiền bà hôm nay là cũng bảy mấy tuổi không dám cho bà hay luôn. Tại vì bà là thương thằng này là coi như một bầy là bà nó nửa bà ở như này. Bà thương này hết trơn các con cháu luôn. Từ lúc mà em luôn qua bển như vậy là cũng giấu luôn, không nói. Giấu luôn, không dám nói cho bà hay. Tại vì bà già quá rồi, ông già cũng già nữa mà không thương thằng này dữ lắm rồi. Giấu luôn. Cô chú này bao nhiêu tuổi hả? Hôm nay 58. 58 tuổi. 58 tuổi đâu hả? Dạ, hai chồng tuổi một. Em luôn thì thấy cái cô chú thì cũng lớn tuổi rồi, làm cái công việc như vậy cũng thương cha thương mẹ, cũng có ý định là đi làm để mà phụ giúp. Dạ. Đấy, mà không ngờ lại dở là cái câu chuyện như vậy á cái nhìn. Dạ. Bữa nay cũng rất là vui luôn rồi. Sau khi mấy anh em này đăng tải chia sẻ thì cũng đã đưa em luôn được về với cha mẹ rồi. Rồi lúc mà em luôn mà về tới đây chắc chạy ra thấy em chắc mừng lắm đó cô chú. Trời ơi. Bà ra đó ngoài chỗ Mỹ Phước 2 rồi tài xế mở cửa rồi bà chung chung xe luôn. Lại tài xế trong xe coi như có chung chỗ mà nó chưa thật mình sợ là nó sợ đóng cửa nó chạy nó đi luôn á. Tôi nắm cái giò tôi gịch ra tôi lại tài xế ở chung chỗ mà ba về lại từ cổ chết bên Campuchia trở lại sống lại Việt Nam tôi lại tài xế luôn. Rồi mình có ý định là mình đưa em luôn mình đi khám tổng quát thôi coi em nó có bị gì không tại chắc cũng không, chắc cũng có giờ không có tiền về dưới phải làm có tiền mới có đi được chứ bây giờ xe về mà không có tiền đi. Người nói con ơi giờ nếu con về là mẹ với con với cha lội bộ về giờ được bộ tôi cũng lội cũng vui nữa giờ con có con đi sau lưng rồi ba là vậy. Con về được là mừng rồi mừng hả? Mừng người lôi lội bộ luôn nói gì đó nãy nói tính rồi đó thì sáng mai ha sáng mai cô chú em về dạ chắc khoảng 3 giờ khuya 3 giờ khuya này lên xe vậy. Rồi nó có tiền cô chú ơi con cũng thay mặt những người anh em đăng ký nhóm của người con á con cũng nghe là cô chú sáng mai chị về ha, dạ, dạ. Con cũng của ít lòng nhiều ha, dạ, cảm ơn con gửi cho chú, cô chú triệu để tiền xe dạ. Đi về ha cô chú. Dạ. Cảm ơn các cảm con, cảm ơn cả mấy con. Đây là tấm lòng của rất cả mấy. Dạ dạ, dạ. Này chú cũng cảm ơn mấy con để giúp đỡ cho thời gian qua chú chịu khổ. Phần lớn thì con thì chúng là bên phía đăng tải thông tin giống như là gia đình mình may mắn thì sẽ được giúp đỡ thì nói chung là gia đình mình được cái ngày hôm nay thì cũng rất là nhờ cái ơn của cô chú anh chị ở trên mạng đã mà xem được clip là chia sẻ rộng rãi đó mới được nhiều người biết và họ chia sẻ mới em được về cô chú. Dạ cô chú hề biết mà em lưng mà bị như vậy chắc chắn là không có về được không về được cái thứ nhất là cái tài chính của gia đình nè dạ. Cái thứ hai là cái khả năng mà em lưng đưa bị lừa qua bển như vậy á là cũng bị bán qua nhiều công ty rồi dạ. Khả năng về thì cũng rất là khả năng là không có đường về mình nói là từ cõi chết mình trở về Việt Nam là trong lòng phấn khởi hết nói chung là chú bỏ hai đứa dưới bây giờ còn hai đứa dưới là hầu như là chú mượn người trăm là dục cái nhà cho nó ăn rồi chú về chú giữ biết sao hai đứa ở dưới quê lớn tuổi chưa chú đứa 16 tuổi 17 tuổi thằng mới 8-9 tuổi là cháu nội đứa lớn đứa bé hả dạ. Nhà mình lên Bình Dương ở trọ lâu chưa ở đây thì cũng em nhờ có 10 ngày trên 10 ngày trên à vậy cũng mới lên đây hả dạ, mới thì trước cái bữa mà chú là mấy chú lại quay clip tôi khoảng chừng mấy ngày có nghĩa là lên đây đi tìm kiếm em luôn đúng không chứ còn mình ở dưới quê gì bởi vì nghĩ là cũng nghĩ cạn cùng là ở dưới nếu mà mình ra mình ngồi là không có cô chú nào đến quay hết á tại Cà Mau nó không có nó thành thử mới cho bụng mới nghĩ ra nó bây giờ chỉ còn cách là lên Bình Dương nếu một là Bình Dương hai là thành phố thì cũng ngồi y chang vậy đó nhưng mà lên đây cầu cứu cộng đồng mạng chỉ cầu cứu cộng đồng mạng để cứu con về quê về nước có cái bạn không chứ mình cầu cứu còn đây không hay là dạ. Rồi nghe con về mừng quá bà không còn suy nghĩ tới bẻ bỏ luôn mừng quá chứ mừng đấy mừng quá bẻ bỏ luôn bà nó không để này trước mắt nữa để xui ha bà bẻ bỏ mừng luôn quá thì mừng chú rồi cũng xuống tóc luôn rồi tóc đang em bước em về bước tới đây là chú ra đây là kêu em ở sớm này lại tẩy chú liền không cần đi tiệm luôn
nó ngay bả cũng giấy luôn á, nhưng mà bả có bị kẹt có chút xíu chuyện là tới lọt qua tháng chạp này bả sẽ gắn giấy, sợ bả nữa chú giao ngồi thấy nó kỳ. Chú đại diện cũng được ha. Nhà vậy chú như thế này là giờ nói chung là em luôn cũng đã may mắn là về với gia đình mình rồi. Thì bây giờ nó cũng clip cũng dài thôi, thì cô chú anh chị có cô với chú có cái điều nào muốn gửi tới cô chú anh chị đang xem clip không? Dạ có, cũng như tôi đây tôi với vợ tôi là cũng gửi tới cô chú các mạnh thường quân là chia sẻ để coi clip này, thì tôi thành thật cảm ơn cô chú, cảm ơn giúp đỡ cho gia đình chúng tôi để đoàn tụ với con tôi. Tôi thành thật cảm ơn luôn hả chú ha. Bây giờ là mình đừng có khóc nữa chú, em nó về rồi. Vui lên, vui lên. Không có, tại vì nó nghẹn ngào dữ lắm. Dạ, xúc động. Con hiểu cái cảm giác của chú ngay lúc này. Nói chung là giờ cô với chú cũng vui đó, quá đó thì cũng không có cái lời nào. Nói chung cũng khó gửi lời đó cô vậy chú quá, cô chú ơi, nhà nói không được lời, nghẹn ngực kiểu quá nghẹn lời luôn. Bây giờ chú thông cảm cho con đi thôi. Mình đi, mình trúng cái cây mình vẫn đau. Tao đánh con gì gì vậy. Con mình sinh ra mình sao lột ha. Có thể nói trong cái chuyện tới ngày hôm nay thì dạ, cũng gọi là may mắn rồi ha. Dạ, dạ. Cũng thay mặt cô chú rồi cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị. Nhưng và các bạn có gì sơ sót thì cô chú cũng thông cảm không, tại vì dạ, nghe ngào nó không được. Bây giờ về quê là có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Dạ. Rồi cũng em cũng nói chung là còn khỏe, còn sức lao động mà. Dạ, thì dạ, hôm nay thì anh em tụi con cũng đến là ghi nhận cái câu chuyện này để chia sẻ đến cộng đồng mạng. Dạ, để dạ, cũng chia sẻ thay mặt cô chú cảm ơn, cũng như là một cái lời học cảnh tỉnh cho những cái thế hệ bạn trẻ sau này. Rồi anh em tụi con cũng xin kết thúc cái câu chuyện này ở đây, và cũng xin chúc gia đình cô chú về quê mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn ha. Cảm ơn mấy chú, cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn cô chú tất cả trong nước và ngoài nước. Chào cô chú. Chào cô chú. Chào cô chú ạ.